Ngoài Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. 38 ngày rồi thì bây giờ sân chơi V-League mới quay trở lại. Sau một kỳ SEA Games có thể nói là rất là nhiều cảm xúc, thì bây giờ người hâm mộ bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức những trận đấu hấp dẫn ở V-League. Và ở vòng 8 này, trận đấu sớm nhất là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội khách Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Hai đội đang chuẩn bị bước ra sân để sẵn sàng cho một cuộc đối đầu 90 phút so tài hấp dẫn trên sân Pleiku. Và bây giờ thì Vlog Ngoài Đường Biết sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin mới nhất về cuộc đối đầu hấp dẫn ở trên sân Pleiku này. Let's go! Đây là huấn luyện viên Popop của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Ông đứng sau các cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa với mục đích tiếp lửa tinh thần dành cho đội bóng xứ Thanh ở cuộc đối đầu hứa hẹn rất hấp dẫn chiều ngày hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay, Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị lãnh đạo và quý vị đại biểu như sau. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đề nghị tất cả quý vị cùng nhiệt liệt chào mừng. Sau đây, Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể khán giả đứng dậy để làm lễ chào cờ.
sorry, sir. Kết thúc hiệp 1, tỷ số trận đấu tạm thời là 1-0 nghiêng về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ số 77, Paulo Corrado ghi bàn. Vâng, như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa đã khép lại với kết quả hòa 2-2. Một trận đấu cực kỳ là hấp dẫn. Hòa nhau với tỷ số 2-2. Huấn luyện viên trưởng của hai đội bóng và các phóng viên báo chí, truyền hình và phòng họp báo xin trân trọng cảm ơn. Rất cá tính trên sân và cũng rất lịch sự. V-League đang có hai huấn luyện viên có thể nói là rất là tuyệt vời. Tôi biết đam mê đời chịu nhiều sóng gió. Tôi biết đam mê đời còn lắm gian lao. Dành phút suy tư làm chẳng bước đôi chân. Hoa bóng bay lên một trường trái tim mong chờ. Tình yêu bóng đá luôn cháy trong tôi người ơi. Hoàng Anh vô núi đôi bóng tôi yêu cả đời. Niềm tin chiến thắng theo đời đường bóng con tim chờ mong. Tay trong tay ta cùng tỏa sáng vinh quang Việt Nam. Bằng tình yêu bóng đá, đang gió cao nguyên hòa nhịp với con tim. Bao cát tương lai gửi vào biết đôi chân. Hoa ngày ra lái cho tôi ươm trọn ước mơ. Tôi biết đam mê đời chịu nhiều sóng gió. Tôi biết đam mê đời còn lắm gian lao. Giây phút suy tư làm chậm bước đôi chân. Quả bóng bay lên một chiều trời tim mong chờ. Tình yêu bóng đá. Một trận đấu quá hay của thầy trò huấn luyện viên Popov ngay trên sân Pleiku. Okay.